Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Lock Root nhé mọi người. Thì được rồi, thì khá là nhiều bạn rồi một cái combo test dam của cái Magu Sanxi. Thì hôm nay mình sẽ có một cái combo Magu và kết hợp với cái Electric V2, gọi là cho nó mát đam, gọi là mát đam nhất có thể nha mọi người. Đấy, mấy bạn kia kêu mà là anh ơi hãy xài thêm cái mili Electric V2 đi cho nó hỗ trợ đam những cái kiểu lúc mà chúng ta chờ hồi chiêu thì được rồi. Hôm nay mình sẽ lấy thêm cái Electric V2 nhé mọi người, mà mình sẽ sử dụng trái Magu, gọi là một cái combo, nói chung là nó rẻ đó, ngon bổ rẻ. Nhưng mà thật sự mọi người có biết một điều là mình không có trái Magu, và mình vừa đi lấy trái Omen mình để mình trai cho một bạn fan, để mình một bạn fan để mình lấy trái Magu hay là không. Nên mấy bạn đừng có bảo Magu nó rẻ, nó trai được cả Omen mình đấy, phải xin Magu người ta, nhưng mà phải cho hẳn trái Omen mình mới trai được đó. Đây các bạn thấy không, ngày hôm qua mình có hai trái Omen và bây giờ mình chỉ còn một trái thôi, và mình vừa đi đổi trái nhung nham đó, mọi người thấy không. Đâu phải là lúc nào thì người ta cũng sẵn sàng đổi cái trái Magu cho mình đâu. Mình biết là bạn đó cho mình cũng được, nhưng mà nhiều khi bạn đó cho bạn mình xong rồi bạn đó không còn cái trái gì để bạn đó xài thì sao, mình cứ cho bạn đó trái Magu đi đúng không. Thì ông nhìn mình cứ cho bạn đó trái hôn mình đi, ví dụ như trái Magu là một trái farm si, trái hôn mình là một trái để farm, trái hôn mình là để một trái để farm cấp hoặc là đánh cái gì đó, bất cứ làm gì cũng được. Thì mình cứ đem mình cho bạn đó đi, có gì bạn đó dùng đúng không, chứ mình cũng không cho gì hết thì nó hơi kỳ. Nhiều khi trái dung nha mà người ta phải để dành này kia các thứ đó đó. Đây là em nói nha mọi người, nhìn nó không khác gì một trái dứa cả, nhìn nó không khác gì một trái dứa cả mọi người ạ. Nhưng không sao, lâu lâu mình với lại mình nếu mà mình đã mở miệng xin những trái quỷ nào mình cần thiết á, thì mình sẽ trả lời cho những bạn đó thôi chứ không có lỗ đâu. Rồi bây giờ mình sẽ ăn vô ha, và mình sẽ sử dụng Magu hẳn Magu V2 luôn nhé mọi người, cho nó mắt binh nhất đấy, mắt binh mắt đam nhất nha. Đấy, mình để coi mình thật tỉnh lên chưa. Mình đã bật lên hết rồi. Bây giờ mình sẽ quay DF một phát ha. Nói chung thì mình đã tụt xuống 99M rồi mọi người ạ. Bữa nay thì mình lên vô mình làm mình là cái này là không phải là trái quỷ sân si. Bây giờ tại trái trọng lượng xui thế. Không phải là cái series cũng giống như series săn trái dùng trái quỷ sân si thôi. Nhưng mà trái này nó khá là mạnh rồi. Hôm nay chúng ta thử test đam full combo coi như nó sẽ như thế nào. Thực sự thì mình chưa test đam full combo với bạn bảo 30k, với bạn bảo 50k thì mình chưa biết nữa. Thì hôm nay mình sẽ test đam nhé mọi người. Đấy, test đam mắt binh nhất của cái trái này. Thì đương nhiên mình sẽ mặc cái mình sẽ hôm nay mình sẽ chiều lòng mấy bạn thêm một lần nữa, thì mình sẽ mặc cái áo choàng râu đen nhé. Không biết lý do tại sao mọi người cứ thích mặc cái áo choàng râu đen, trong khi mình thấy cái khăn hoàng của Katakuri thật sự rất mạnh mọi người ạ. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ ra mình treo và mình đợi vô biển thôi. Trái này mình thấy như vậy thôi. À quên nữa, nếu mà mấy bạn dùng trái này thì không yêu cầu phải hình như là không yêu cầu phải có tộc cá mọi người ạ. Để mình thử ha. À đúng rồi, nếu mọi người dùng Magu thì không yêu cầu cần có tộc cá nha, tại vì trái Magu nó cũng đứng nổi trên biển khá là ngon ha. Được rồi, bây giờ mình sẽ chờ đợi vua biển nó xuất hiện thôi, không liên huyên nữa. Hy vọng nó sẽ đạt được một cái đam 50k. Và quên nữa, mình có thử trái Venom đánh và mấy bạn bảo là chiêu Z phải giữ, tại vì mình ít dùng Venom mọi người, mình đâu có biết được chính xác đâu. Thì ra chiêu Z phải giữ nữa thì đam mới to. Mình cứ nhấp vô cái bình buông ra liền, nó có 900 mấy đam thôi. Bạn kêu đó giữ thì nó sẽ được 4.000. Đấy, cái này là sai sót của mình. Mình test không kỹ mọi người. Nếu mà 4.000 cộng thêm 15.000 nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng 20k đam cho một lần combo của trái Venom. Chứ cũng không có đâu ra mà tới 50k như bạn kia bảo đâu. Rồi mọi người ơi, mình mới vừa ra thì nó cho mình thử nghiệm ngay 3 con luôn. Mình mới vừa ra mà nó cho mình thử nghiệm 3 con luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ dồn nha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ để tự mất máu 35k thôi mọi người ạ. Chúng ta có thể dồn tiếp được, cái làm không là 50k. Nhưng mà thi đánh rất là đau nha. Thi đánh rất là đau nha mọi người. Mà nói chung là đây là gọi là mắt binh nhất của một trái Magu rồi, chúng ta không thể mà mong chờ hơn nữa, rất là mắt binh luôn.
Này gọi là mắt binh nhất của dùng Mago rồi mọi người ạ. Đây. Đấy. Không, dồn ra dồn chừng hai combo là chết một con si thôi. Cái này là một combo test dam 35k. 35k cho một con si nha. Nhưng mà đây là ba con, xíu nữa mình sẽ test thử một con nha mọi người. Thử nó rất là nhanh luôn. Nói chung cái này là một combo mạnh nhất thì thi rồi, mình không còn bàn. Mạnh nhất thì sẵn si rồi, chúng ta không còn bàn cãi gì nữa mọi người ạ. Nhưng mà ở đây mình muốn nói là gọi là sao ta? Gọi là dồn dam, chúng ta có thử dồn dam nó như thế nào thôi. Để mình chỉ sang con này đi ha, mình chỉ sang con này đi. Để mình chỉ con này cái đã. Thật sự rất mạnh mọi người ạ, thật sự rất mạnh luôn. Đúng là đúng, nhưng mà sang cái này thì nó hơi nhàm. Đúng kiểu là Magu và phần còn lại luôn mọi người. Cái này thì đánh cái này thì chúng ta không cần phải suy nghĩ gì khá là nhiều. Đúng kiểu Magu và phần còn lại rồi. Để bây giờ mình sẽ giết con này cái ha. Coi thử nó giết ba con thì nó sẽ tốn thử khoảng bao nhiêu thời gian. Xíu nữa lên một con thì chúng ta sẽ tính coi thời gian mắt bên để nó tiêu diệt một con mà đối với một, tại vì ba con si á thì máu nó sẽ yếu hơn một con một người ạ. Ba con si thì mỗi con nó hình nhớ hình như là chỉ có 200k thôi phải. Một con thì nó rơi vào tầm khoảng 350k máu. Thì chúng ta muốn test gọi là chân thật nhất thì chúng ta nên test cái này gọi là tốc độ đánh. Chúng ta đang test thử bao nhiêu thời gian để nó giết được nha mọi người. Còn mà hình như là cái chiêu ít không dùng được đó không ta, chiêu ít không đấm được mọi người ạ. À. Chiêu ít không đấm được, để chút xíu nữa đi mình test sao ha. Bây giờ để mình kết thúc nó luôn. Đây đây đây, mình sẽ test chiêu ít nha, để cho nó hết cái này đi nè. Đây mình sẽ đứng gần luôn nè, chiêu ít nha mọi người. Chiêu ít không gây được đam ơi, vậy là nó cũng có một chiêu không đánh được vô biển mọi người ạ. À. Mình tưởng nó mắc bên hết, vậy là cũng có một chiêu không đánh được vô biển. Đây mình sẽ thử chiêu ép nhá, thử chiêu ép coi nó có sẽ đánh được vô biển hay không. Mình nghĩ chắc là không đâu, chiêu ép thì chắc chắn là không đánh được rồi. Chú S thì không đánh được. À chú S nổ vẫn có đam mọi người ạ. Chú F nổ vẫn có đam. Nhưng mà chú S thì không nha. Đây. Nếu mà đấm xa á. Cái này là do nó bị dính chung nhau lúc trước nó chết rồi mọi người ạ. Thì đánh ba con đúng tầm khoảng 3 phút. Một phút mà một phút chúng ta giết được một con. Một phút chúng ta giết được một con nha mọi người. Nhưng mà để biết á, gọi là cái này là khi mà ba con thì máu vô biển nó sẽ không có cao. Để chúng ta biết được nó mạnh tới mức độ nào á thì chúng ta sẽ chờ một con vô biển lên chơi, thì đó thì con vô biển nó sẽ tầm khoảng 350k máu mọi người ạ. Mình nhớ là vậy, hình như là 350k máu hay hai, đúng rồi 350k máu. Thì lúc đó chúng ta test cái con vô biển 350k máu đó thì chúng ta sẽ biết như thế nào. Nhưng mà combo nãy giờ mình đánh nó chỉ rơi vào tầm khoảng 35-40k máu thôi nha, chứ mà chưa tới 50k đâu. Mấy bạn nào bảo 50k một combo của trái dung nham thì là hơi sai nha, mình đã thử hết luôn rồi. Ha, đúng rồi, mình có tí nữa mình sẽ dồn thêm chiêu ép nữa, để không mấy bạn bảo là mình đánh không có kỹ mấy bạn dội phán. Để xíu nữa một con vô biển nó lên đi, rồi mình sẽ test tất cả một bộ combo nó. Hồi nãy mình thấy là nó dao động tầm khoảng 36, 37k, 40k rồi đó. Nhưng không biết nó có bò lại được 50k hay là không. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi với mọi người, chờ đợi một con vô biển nữa. Thật sự là mình cần một con hơn ba con mọi người ạ. À. Nhưng mà cuộc đời mà nó lại bắt mình đánh ba con tiếp nữa rồi, nhưng không sao. Được rồi, bây giờ mình sẽ dồn chết hai con, còn một con cuối cùng thì mình sẽ làm nhé mọi người. Còn một con cuối cùng thì mình sẽ làm. Mình sẽ dồn nhanh hai con. Chủ yếu chúng ta phải coi đam của một con nó như thế nào, tại vì bây giờ ba con có khẹt mình không có tính đam được mọi người ạ. À. Dồn nhanh là hai con ha. Nhanh hai con thôi. Mình nghĩ cho nó dồn cũng khá là nhanh đấy. Mình đang mặc áo tràng râu đen nha mọi người. Mình thiệt sự mình thích mặc cái kia hơn. Mình nghĩ cái khăn của cái tràng của Katakuri thì nó sẽ mắc binh hơn nha mọi người. Mọi người nhớ là chúng ta xài cái này là chúng ta có thể bị vua biển nhận xuống nước nha. Nó cũng không có ok lắm đâu. Vua biển nó khẹt là mọi người có thể bị nhận xuống nước á. Nên mà nói là săn si mà không có tộc cá thì nó là một cái gì đó rất là xa xỉ mọi người ạ. À. Nó là khó khó luôn á, chứ không phải gọi là xa xỉ, nó cực kỳ khó luôn á. Nó khó cực kỳ luôn chứ không phải là gọi là xa xỉ nữa.
Mọi người thấy đam nó lên như vậy á là do mình đang dồn đam ấy, là do mình đang dồn chiêu ly lệ luôn á, mình không có ngừng á. Là mọi người thấy đam nó to. Chứ mà chúng ta tính là chúng ta phải tính một combo nhé mọi người. Chúng ta phải tính một combo lên lên con du biển đó thì nó sẽ ra gây được bao nhiêu đam. Chứ chúng ta không có tính như kiểu vậy. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ chờ tất cả các chiêu hồi hết, mình qua mình dồn con này nè. Mình cho mọi người coi ha. Rồi bây giờ mọi người thấy thấy không? Không 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 hết đúng không? Rồi bây giờ mình cho nó hẹt cái đi. Đó. À, Z nè. X nè. Ơi 12.000 nha mọi người nhớ 12.000. Nhớ 12.000 nha mọi người. À. 12.000. Cái này là đó, cứ dồn đi, ép nữa. 12.000, 43.500, 47, 44.000. 44.000 với 12.000 nữa là nó sẽ rơi vào khoảng 50 56k mọi người ạ. À. Đây, mình sẽ chờ nó hồi lại hết chiêu tại vì hồi nãy nó lặn xuống mình không dồn được. Bây giờ mình chờ nó hồi hết chiêu. Đây. Dồn lại ha. À, dùng lại. Ôi nó chết luôn rồi mọi người ơi. Nếu như mà mình tính đúng á là nó sẽ là 52.000 nhé mọi người. Nếu mình tính đúng á, con chu biển này chúng ta sẽ một combo của trái này là một combo của trái bagu nó lên tới 56k đam nhé mọi người thì nó rất là kinh khủng khiếp ha. Nhưng mà ở đây á, nếu mà mình có đọc được một comment là không cần dùng cái bagu, không cần dùng tục cá, không đúng nha mọi người. Nếu mà mọi người không dùng tục cá, nó có một cái chiêu khẹt á, nó sẽ nhận mọi người xuống biển. Cái trái này nó không có kiểu như là nó không giống như trái magu hay là trái 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 ai ở bên mọi người nhìn nó khá là giống không, nó hiệu ứng nó khá là giống bên bên gần bất online, nhưng mà thật sự con vô biển nó có thể nhận bạn xuống nước được, nó thổi vô người bạn, nó thổi chiêu khẹt vô người bạn rồi nó nhận bạn xuống nước đấy. Nếu bạn không có đứng được trên nên mấy bạn phải ô cái tay mình nó lại bị lỗi rồi mọi người à. Cái tay lỗi nhìn buồn cười thật sự rồi. Thì mấy bạn nhất định là phải có tập cá, nếu mà không có tập cá thằng xây nó rất là khó luôn ấy. Thì được rồi, chốt lại sau khi test đam á thì nó sẽ rơi vào khoảng 56k đam cho một combo trái magu nhé mọi người. Đó, thì mình nghĩ là cái trái này là đam to nhất ở trong các trái để đi đánh vô biển rồi. Thì coi như là mình cũng trả kèo test đam cho mọi người ha, 56k đam trên một lần full combo của nó và ép, nói chung là sử dụng hết tất cả các chiêu đều đánh được nha mọi người. Đó, thì cái một combo nó sẽ rơi vào 56k đam thì được rồi. Thì clip này chắc mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Mấy bạn muốn mình làm những trái nào đánh xây hay là làm cái gì đó thì mọi người có thể comment lại bên dưới nha. Thì cũng cảm ơn mọi người đã chút thời gian để xem clip mình nhé. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye.